gia, có Đổng Quý Phi quan lâm, Thỉnh Dương Phi nghinh tiếp. Đổng Quý Phi hồi dinh, mà sao không báo trước cho ta? Thị nữ hãy sẵn sàng nghinh tiếp đó nha. Vì chẳng hay kịp Quý Phi phản hồi với nội, xin thứ lỗi cho tiểu quanh này chẳng trang hoàng nghi lễ bái mừng. Là gia quyến cả mà, hiền tẩu lại khéo bài lễ mễ cho mất công. Được hồng ân nhỏ phước bố ban, nơi cung thất em vào hầu thánh thượng. Nay nhàn hạ vội về thăm hiền tẩu, cùng quan huynh xa cách đã quá lâu. Thưa đại tẩu, còn huynh trưởng của em đi sang về mặt ủ mày châu, cố gắng hỏi mà chàng không lên tiếng. May quá. Kìa Quý Phi, may nghĩa là sao vậy Quý Phi? May là gì? Em trộm lệnh thánh quân, phản hội gia thất, viên thăm ca trường. Anh dẫn tại đường, có thể hàng thuyền, xa cách nhau đã bao ngày. Và đây chút quà nhỏ mong xin kính đi tặng tấu nương. Cảm kích Quý Phi nghĩ tình tấu vui, quà tặng nhọc nhằn mang đến tề dinh. Chúa thượng hằng khen chúng lễ công thần, tại đồng thừa đang ghi. Tưởng thưởng anh hùng, em vội mang về cho anh. Và cũng hằng tâu cùng lên trên thanh chúa, đức độ nhu hèn của đại tẩu. Được thanh hoàng lưỡi ngợi khen, rằng chỉ dân gió sông toàn. Tứ đức tam cùng giữ đạo hiền ngu, gương tí hành hằng soi. Lắm tiếng ngợi khen làm tôi hổ thẹn, dẫn cho mình nàng quá phụ nhân. Chẳng đỡ nâng tả tắt sang hà, trong biển thùy dẹp càng qua. Thương tương không có đứng khôn ngồi, rằng nỗi loạn đã nổi lên. Nhớ kỹ những lời, nhờ tẩu nương thuật lại cùng huynh trưởng. Hoàng thưởng rằng hoài giống trung thần mới bán đại cơ quan. Xưa dùng kiếm tung quanh, nơi Bá Hà ta cứu vua. Nay bó tay gục đầu, mặt giá thần tác ngã, quyền tay nghe qua trong lòng xanh mối nghi, bao chung can sao đồng thừa công đầu. Hướng ban cho dòng đại quy ý câu thầm rằng gia nhân yeah. Lĩnh bái hầu,
cấm giảng lai nghe ngóng đó nha. Công xem lại tháng tường thật hư, gửi cáp trung thần à. Tại nắm tay mắt cùng đuổi mặt, khi giữ một lời ngàn hoa con ghi. Nỗi đau thương bức hồn gia hận, kẻ trưởng phu niết bài kinh sử tha quân công. Quân thư thần nhục, quân nhục thần dông. Ơn tức đức ngọn sao chưa dịp báo ơn, chỉ có cái chết mới đền ơn cái ngộ. Xưa nay trứng chọi đã trưng tàng, châu trong xe châu ngã phải lên giọng tùy thờ che qua bên bông nhu nhược thắng can cường. Thảo dẫu cho binh hùng tướng giọng, cũng không làm sao hơn được ta đã nhất trí đồng tâm. Rằng dẫu trưng còn ngài cũng dùng lưỡi tuy mềm nhưng rất dẻo dai. Lời cái bình soi sáng bước ta đi, mình quý chẳng cầm đóng mà gió tinh nhuệ.
Dụng y kế thừa cơ Cần Tháo, chỉ một liều thuốc sẽ thành công. Tuyên thầy cứu lấy non sông, đại gan tiếp liệt đâu này giang nguy. Nhất quá y sư ơi, y sư của ta đâu rồi? Thuốc đã tới chưa? Thuốc đã tới chưa? Dạ sắp tới rồi. Bẩm chúa công, phải canh chén canh giờ, vì không ngờ bệnh chúa công phát lại trước mùa đông, nên thần chưa sẵn sàng các chứng. Có lẽ ta phải hàng mê tử sắc và suy nghĩ hơi nhiều. Đêm yên ấm lạc quan, nên cụ bệnh của ta nó liền bộc phát. Thế thuốc đã tới chưa? Dạ đây đau quá. Chú công ráng uống thuốc đắng dễ tiêu trừ tật bệnh. Các vị thuốc như xưa chứ? Dạ phải, vì chú công bệnh cũ, thần bổ thuốc cũ y theo vị cũ mà làm dạ. Có khi nào y sư đó vui vị khác vô không? Có kìa, sao chú công nói thế? Không tin kiếp bệnh tôi sao? Tình chưa, vì xưa nay mi giữ lo chỗ của tháo mà. Nè, uống trước đi. Chú công, sao lại bắt tôi uống trước? Xưa nay nào có chuyện này? Trước không, nhưng bây giờ có. Uống đi, uống cho ta tin giết mình. Không, thần nào dám vô lễ với chú công. Hơn nữa thần đâu có bệnh. Xưa nay các ông thầy thuốc ghê đưa có bao giờ nếm thuốc, thì làm sao biết tài phục giữa của mình. Uống đi. Dạ không, thần không dám. Ta bảo mi uống. Dạ không dám. Uống. Dạ không. Uống. Giết mình thuốc ta là giác sĩ. Ngồi lại. Giết mình. Tại sao mi dám thuốc tháo? Ai xúi mi làm? Ai xúi ta? Kẻ xúi ta là hàng giảng sanh lưng của hôn ban cầm phẫn. Giết mi làm mưu đồ diệt chúa, chiếm đất sườn dường dẻo đất tại ương, giết kẻ hải gia đặt công cùng nô lệ, bất chấp tiếng kêu gào đất trời không thư dạng loài thầm tha quyết bổ thịt bánh gia mì cướp đất của dân ruộng vườn thóc gạo bạc vàng ngọc châu xây đắp lầu cao. Thái cấp một sự thật khai mau, ai là người xúi dục nhà ngươi? Thủ ta tuyệt mạng có một cái cho thật, có chết ta cũng không khai hở tướng quân tà bảo. Nhân phong bông ta mở miệng. Truyền lòng ăn xoay, lấy cái chết bao ân, dù hy sinh cũng là có bao. Nếu chánh thân thang chừng bước chân hoài thi công trình hào, giang triều sân linh
mong dùng lên trong tên tàn tàn. Thân ta có nghĩa lý gì nếu chết chỉ một thân này đánh nữa đi, ta đang cần cái chết. Đánh đánh đành lặng thinh, đành nửa chăng hay chính ta chịu hàn, phải khai ngọn nguồn cứu kiệt binh thoát lặng con ta. Bao tháng chỉ ta thôi, không ai xui ta, hơi người hùng mạnh chưa mệt lòng rung chi, vì sao vẫn còn bao người hoài vọng đến ta. Hãy khai ngọn nguồn, ai chủ mưu giết tạo công ta. Phan Dương xuống nơi A Tì thấy diêm vương thiết bình xin khai. Kiên cường lên ơi người, trung mà dân chết cho dân. Chết nào thảm thừa tướng. Vậy mà xưa nay thiên hạ vẫn cho rằng ngài là người giáo quạt, đoán việc rất hay, không bao giờ làm mưu. Nó là tên gia nô quan chủ gia mới đi cáo bậy, vậy mà ngài cũng tin cho là có hay sao. Nó dùng trộm buộc tình cùng tỷ nữ dân phạt đâm heo và đuổi khỏi gia môn. Đúng, cố thù trong tâm đến ngụy dương cao ngay sự thật, giặt gió mưa giang của đóng thừa ác tâm. Bà dám cho rằng việc chẳng có xảy ra vậy xin hỏi bà, Đổng Quý Phi về phủ làm chi? Dối rằng thăm anh để cấu kết sắp bài mưu gian, chờ quân thời cơ thuốc tàu công tôi bằng độc dương. Gian kế bất thành vì tôi đã kể hết đầu và đuôi. Tàu thừa tướng giả đau kiếp bình ngu tưởng là sự thật, chẳng phải chỉ hai mà không có thêm cái ông Dương Bị và một ông già. Ông già tôi quên tên, tôi nói vậy có đúng không? Ừ.
tướng có nghe không? Nó thú nhận rồi đó. Dạ. Quân phán phúc. Nhà ngươi dám đâm ta. Ta chết. Lý Tiểu Quân, đưa cho ta tờ quyết thệ. Không. Lý Tiểu Quân, một tờ quyết thể đổi được mạng chồng, hãy trao cho ta. Nàng tức dư nơi nào? Vừa đây. Phu nhân, Tào Tháo cứ chém lấy đầu ta, chớ mong được tờ quyết thể. Bao nhiêu người quyết đứng lên vì dân diệt bạo, là nhi nữ nhưng ta há ham sống sợ chết mà bán rẻ bao tấm lòng yêu nước cây sâu. Phu nhân, nàng hay lắm phu nhân. Lý Tiểu Quân, hãy đưa cho ta tờ quyết thệ. Không. Hãy suy nghĩ trong ba hồi kiến lửng, vì cũng sẽ gian lớn tiếng thật khôn khăn, thì đời chồng của nàng sẽ được kết liễu bằng một quê tên. Làm sao bây giờ? Ta tình tướng trao nàng quý ca, dẫu rồi xương máu không còn, đừng trao quý thơ. Nợ nước vua sâu nặng tình này. Em ơi có nghe tiếng khóc than dâng lên, nhìn phu quân lệ chứa chan bi tình sâu cho đèn tình này, tâm tư cuồn quậy dòng cao dầu mò. Đừng trao cho kẻ gian ta. Tình mình sao sánh bằng những thương đau mưa nhàn dần lành. Phu nhân ơi, cái chết này ta đã mơ ước từ lâu, chết mà để cứu được tiền đồ hơn phức, chết để yêu nước lội dân
chết để nói lên lòng căm phẫn, thì dù có chết đi ta vẫn vui cười. Phu nhân nàng hãy nhìn xem, còn bao nhiêu người đã kỳ vọng ở tương lai, dù ngã xuống ta vẫn cắn răng im lặng. Phu nhân ơi nàng đừng để ta đây tuyệt vọng, ta tin tưởng ở nàng tờ quyết thệ chớ trao. Bảo mi khai không? Không. Khai không? Không. Sì. Hey!
ơi. Bệ hạ ơi, tình tôi chúa nửa đoạn đường tết lối, tạ thiên nhiên cầu chúc cho thoát lưới bọn hung thần. Thần tâm nguyện cứu dân, trời ơi mà tài không thể tìm. Ai ai có biết rằng vua đang bị trong kèm kẹp, do tên phản thần là Tào Tháo A Mang. Hỡi anh hùng chi sĩ, thường lấy sang hà lên đã tổ quỷ vương. Tây lương thành thế tử nào có biết cho ta, một chuyến xa đi ngàn thôi chẳng hồi gia. Thần ta tránh quân cầu dừng an hớn nghiệp, một cái chết tròn ngàn thở sẽ nói hà cương dân bể. Đại quân ơi, cha đã chết rồi. Tào Mạnh Đức xuống lệnh bầm thay, thủ cấp treo cao truyền giao cho trăm họ, ai tùng theo thì phúc mang dân bền, ai mà chống đối hãy xem chiếc đầu lung lăng làm gương. Đêm tối không ai để trèo lên gối đầu bá phù, lấy máu khai đường trở lại Tây Lương. Thank you.
để ta cùng mẹ lo toan việc báo thù. Mẹ, phu quân ơi, mẹ không còn. Phu nhân. Dạ. Nàng vừa nói gì? Phu quân ơi, mẹ. Mẹ đã sao? Chàng tuôn máu hồng, em nghe tim nhói đau. Quân giang phân tình thâm, bao tang thương ngập trời mây u sầu. Sương văng văng khắp nơi, gieo không gian màu tan. Âm dương chia hận thù này chất ngất lòng ta. Lầm thần Mã Siêu thính sự. Đường quan sang diệu diễn, nẻo thiên lý độc hành. Phụng chỉ vua đến đất Tây Lương, già quyên mã đằng mau thọ sắc. Xin tuân lệnh. Thuận thiên thừa giận,
hoàng đế chiêu rằng cận giá diệt diễn giả lai thì than gió chi quay bố thuân nghiêu chi đức hớn hoàng xuân lệnh xét công trạng má đằng hạng má đa lao đạp thành thâu lưỡi quả nhân xét kỹ thăng chức tam công mão ngọc mai đai vàng vào hàng tướng quốc mã siêu oanh liệt hào kiệt cách kho bằng tiến chức thăng quan giữ vào và triều ngà sĩ cẩm nai xuân chỉ chớ khang diên trì và quyên mã đằng theo về âm phủ. Khoan khoan lộn lộn theo về tướng phủ khâm thử. Xin chúc mừng gia quyến của mã thái thú, nhất là công tử mã siêu trẻ tuổi cao tài vua hằng nghe tiếng chuyến này về thọ lộc hầu dương cung hỷ cung hỷ. Dám hỏi sứ quan đó có đúng là chiếu của vua hay không? Hỏi lạ không à? Đây là chiếu vua, cái chiếu của ai? Chiếu vua hay chiếu của Ngụy Vương Tào Tháo? Phụ thân ta và bao người khác đều bị hãm hại cùng một lệnh triệu tương tự như vậy. Cảm phiền ngài cho tôi xem chiếu. Đâu được đâu nè. Không tin ta thì thôi, ta đi về. Quả một phường giáng ninh mạo chiếu vua hãm hại trung thần. Thưa phu quân, để cho thiếp lấy đầu tên phản tặc. Hãy trói sứ giam vào tử ngục, đợi lệnh ta phát lạc quang minh. Cái gì vậy? Tôi tội gì mà giam tôi? Trời ơi! Tôi giới! Theo con! Tôi giới! Xin phu quân cho biết việc phải làm, khép kín cửa để lo tang chế, hay là ta phải vươn cao cờ báo hận cho hồn cha bắt mẹ chính suối thỏa hờn câm? Đã đến lúc nghe sôi trào máu hận, đã đến hồi thẳng canh chém đầu thù. Dành khăn tang ta tự chích lên đầu, siêu đế chế khóc cho hướng quốc. Dân trong nước sẽ cùng đứng dậy, diệt A Man đạp đổ ghê Ngụy Vương. Ngày mai đây phất phới ngọn đại kỳ. Thank you.
chứng lòng. Trầm hương trang hoàng quy nghiêm, thành tâm con xin khấn nguyện, dòng linh sông đường làm trai phải nhìn tròn giữ ấm niềm trung can, trung vua cùng hiếu dân, đừng vì phú quý bán non sông tiếng phát oai giang, mã mạnh khởi hưng binh báo hận. Cùng nhau tiến mừng kinh thành, tặng
tìm ra kẻ bảo tàng, nhớ tên nào mặc áo cẩm bào đội mão ngọc chính là Tào Tháo đã nghe. Cẩm bào Mão Ngọc lầm lũi trong hốc đá bụi cây, nếu gặp thằng nào mặt móc râu rìa khả bắt sống đó chính là Tào Tháo. Ha 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 ha.